Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng em Min điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Man United đặt quyết tâm chèo kéo bộ não Juventus. Bruno Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ MU hay nhất năm. McTominay hóa thánh, MU không ngần ngại bán Pogba và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Bruno Fernandes nhận danh hiệu cầu thủ MU hay nhất năm. Ngay sau khi MN Sport tạo cuộc bình chọn về cầu thủ hay nhất trong năm 2020, đã có hàng ngàn lượt bầu chọn từ phía các cổ động viên và Bruno Fernandes đã nhận được số lượng bầu chọn vượt trội so với những đồng đội khác. Gia nhập MU từ Sporting Lisbon ở kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 với giá ban đầu 47 triệu bảng, Bruno Fernandes đã nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng của mình lên phía đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer. Anh đã góp công lớn giúp MU cán đích mùa trước ở vị trí thứ 3 tại giải Ngoại hạng Anh để qua đó giành vé dự Champions League. Mùa giải này, Bruno Fernandes vẫn đang là linh hồn trong lối chơi của MU với 13 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 20 trận đấu. Tính tổng cộng, từ khi gia nhập MU, Bruno Fernandes đã ghi 25 bàn, kiến tạo 15 bàn sau 42 trận, một thống kê quá ấn tượng. Không có gì ngạc nhiên khi anh vượt qua Marcus Rashford, Greenwood và Anthony Martial để nhận danh hiệu này. So với Bruno Fernandes, các ngôi sao trên dù có hay nhưng không duy trì được độ ổn định như anh. Điều đáng chú ý là không nhận được danh hiệu cầu thủ hay nhất ở MU, nhưng Marcus Rashford lại về thứ 3 ở cuộc bầu chọn của fan ở cấp quốc gia, chỉ sau Mohamed Salah của Liverpool và Jack Grealish của Aston Villa. Điều này xuất phát từ tiêu chí hơi khác nhau của hai cuộc bầu chọn. Và Rashford ghi điểm nhiều nhờ công tác từ thiện của anh trong năm qua, nhất là trong giai đoạn Covid-19. Còn Bruno Fernandes thì nằm ngoài top 7 ở cuộc bầu chọn này. Xavi muốn dẫn dắt MU. Trong buổi phỏng vấn mới đây, huyền thoại Barca là Xavi đã liệt kê MU nằm trong danh sách các câu lạc bộ mà ông muốn dẫn dắt. Cựu tiền vệ của Blaugrana hiện đang huấn luyện ở câu lạc bộ Ansas của Qatar. Ông đã được liên hệ quay trở về Barca nhưng cũng có khả năng sẽ đến Premier League. Rõ ràng nếu phải lựa chọn, tôi sẽ chọn một đội bóng lớn, Man City hoặc MU, Chelsea, Arsenal hoặc Tottenham, Xavi nói với Sky Sport. Ngoài ra, cũng có rất nhiều huấn luyện viên giỏi ở Premier League. Klopp, Pochettino và Emery đã đến đó và làm được những điều phi thường. Tiếp cận người đại diện, Man United đếm ngày đón vị đích đệ nhị về Old Trafford. Sau cú sốc tại đấu trường Champions League, Manchester United đã dồn toàn bộ sự tập trung vào mặt trận Premier League và đang thể hiện những màn trình diễn thăng hoa suốt những vòng đấu vừa qua. Sau màn hủy diệt Leeds tại vòng 14, đoàn quân của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm, đã ít hơn một trận. Phong độ ấn tượng này khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ vô cùng lạc quan về khả năng cạnh tranh danh hiệu của câu lạc bộ. Tuy nhiên, để có thể giữ vững lợi thế trong cuộc đua đường dài EPL, ban lãnh đạo Man United hiểu rằng họ cần thêm những sự bổ sung nhân sự chất lượng hơn khi kỳ chuyển nhượng tháng riêng mở cửa. Được biết, ưu tiên hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford vẫn là chiêu mộ một trung vệ chất lượng để giảm tải bớt áp lực cũng như thời gian thi đấu cho bộ đôi Victor Lindelof và Harry Maguire. Theo La Nazione, Quỷ Đỏ hiện đang nhắm đến ngôi sao trẻ thuộc biên chế Fiorentina, Nikola Milenkovic, người được ví như Nemanja Vidic thứ hai của bóng đá Serbia. Các tuyển trạch viên MU đánh giá cao đá tảng 23 tuổi ở khả năng không chiến và phán đoán tình huống chính xác. Do đó, thời gian vừa qua, họ đã liên hệ người đại diện của anh để bàn về kế hoạch chuyển nhượng trong phiên chợ đông sắp tới. Ngoài Quỷ Đỏ, những câu lạc bộ hàng đầu khác như AC Milan hay Tottenham Hotspur cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho Milenkovic. Man United đặt quyết tâm chèo kéo bộ não Juventus. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông 2021 này, mọi sự chú ý đổ dồn vào câu chuyện của Paul Pogba khi Mino Raiola tiết lộ cầu thủ người Pháp sẽ chia tay Manchester United. Và ngay lập tức, Juventus đã nhập cuộc nhằm chèo kéo người cũ ở lại với sân Allianz. Tuy nhiên, nửa đỏ thành Manchester cũng sẵn sàng làm khó đối thủ của mình. Cụ thể, MU muốn sở hữu bộ đôi trung vệ trẻ tuổi Maurice Demira và Matthijs de Ligt. Đây được xem là kế hoạch táo bạo của Quỷ Đỏ, nhất là khi hàng phòng ngự của câu lạc bộ xứ sương mù vẫn còn nhiều cái tên sáng giá. Ngoài ra, truyền thông Italia cũng loan tin rằng Paulo Dybala cũng có thể được Juventus đưa vào hợp đồng nhằm đổi lấy Paul Pogba. Thế nhưng, không phải bất kỳ cầu thủ nào khác. Manchester United lại chuyển hướng sang một cái tên ở thành phần ban lãnh đạo của Bianconeri. Nguồn tin từ Casillo Mercato cho biết, nửa đội thành Manchester muốn đưa giám đốc bóng đá Fabio Paracity về sân Old Trafford. Ông là nhân tố không còn xa lạ khi đứng đằng sau hàng loạt thương vụ đình đám của Juventus, trong đó có việc đưa Cristiano Ronaldo sang Ý chơi bóng. Chưa kể, câu lạc bộ thành Turin từng thực hiện nhiều bản hợp đồng miễn phí nhưng đầy chất lượng như Aaron Ramsey từ Arsenal hay Adrien Rabiot của PSG. Chính vì thế, MU muốn đưa Fabio Paracity về để cải thiện chất lượng khâu chuyển nhượng. McTominay hóa thánh, MU sẽ không ngần ngại bán Pogba. MU đang loay hoay giữa giữ hay bán Pogba.
Một câu hỏi tưởng chừng khó nhưng thực ra lại rất dễ nếu người Manchester đủ dũng khí như Liverpool đã từng. Cả Old Trafford đang xôn xao với thông tin về tương lai của Paul Pogba. Cách đây không lâu, Mino Raiola, người đại diện của Pogba đã gây sốc khi nói thẳng rằng thân chủ của mình không hạnh phúc với MU. Chẳng những thế, siêu cò người Italia còn khuyên Quỷ Đỏ nên bán Pogba vào tháng 1 năm 2021 để tránh nguy cơ mất trắng tiền vệ người Pháp khi hợp đồng hết hạn vào hè năm 2022. Rất nhiều đồn đoán liên quan đến tương lai của Pogba đang được đưa ra và mỗi giả thiết đều có khả năng xảy ra. Phát ngôn của Mino Raiola khiến fan và các huyền thoại MU, trong đó có Paulin, rất bất bình. Bình luận về tương lai của Pogba trên Stadium Astro, huyền thoại của Quỷ Đỏ cho rằng đội bóng cũ nên để tuyển thủ Pháp ra đi vì đây là điều tốt nhất cho họ. Paulin nhận định, điều tốt nhất cho MU là để Paul Pogba ra đi. Khi họ chiêu mộ Van de Beek, tôi từng nghĩ họ sẽ bán Paul Pogba. Thế nhưng rõ ràng mọi chuyện không diễn ra như thế và việc Van de Beek không ra sân với tôi là một điều đáng xấu hổ. Theo Paulin, Paul Pogba gây rắc rối và bất ổn cho phòng thay đồ của MU từ khi trở lại Old Trafford vì luôn là chủ đề để truyền thông khai thác. Trong khi đó, Sir Alex Ferguson không bao giờ để những chuyện như thế xảy ra dưới thời của ông. Dưới thời Mourinho có quá nhiều vấn đề được phơi bày trên các mặt báo. Bây giờ cũng vậy, điều này không bao giờ xảy ra dưới thời Sir Alex Ferguson, không bao giờ. Nhưng nó đã xảy ra ngay từ ngày đầu tiên Pogba trở lại MU. Huyền thoại Quỷ Đỏ đi đến kết luận. Hàng tuần, chúng ta đều thấy điều gì đó xuất hiện ở Old Trafford liên quan đến Pogba và người đại diện của cậu ấy, những thứ khiến câu lạc bộ, người hâm mộ và phòng thay đồ xáo trộn. Đây là điều không bao giờ xảy ra dưới thời của chúng tôi với những Roy Keane, Eric Cantona và Mark Hughes. Paul Pogba là ngôi sao sáng giá nhất của MU trước khi Bruno Fernandes gia nhập đội bóng này. Nhưng câu chuyện về tương lai của nhà vô địch World Cup 2018 với MU lúc này có nét tương đồng với vấn đề mà Liverpool từng gặp phải trong trường hợp của Philippe Coutinho. Mới đây, ở trận thắng tưng bừng trước Leeds United với tỷ số 6-2, Pogba đã được cất trên băng ghế dự bị, nhường chỗ cho đàn em Scott McTominay. Cầu thủ trẻ người Scotland đã chơi cực hay và là nhân tố chính góp công vào đại thắng của đội nhà. Báo chí Anh cho rằng sự trưởng thành và tỏa sáng của McTominay sẽ giúp cho MU yên tâm hơn và sẽ không ngần ngại bán Pogba khi có thể. Quỷ Đỏ tham gia cuộc đua giành tiền vệ của Brighton. Tờ Express đưa tin, MU hiện là cái tên mới nhất bày tỏ tự sự quan tâm tới tiền vệ Bielsa của Brighton. Trước đó, hai ông lớn của ngoại hạng Anh là Arsenal và Liverpool cũng ra sức săn đón ngôi sao 24 tuổi sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ này kể từ khi rời Lille vào năm 2018. Chơi với cái lưng không lành, Lindelof vẫn ghi bàn dễ dàng. Trong trận thắng Leeds, Victor Lindelof đã gây ấn tượng với một bàn thắng khi lên tham gia tấn công ở tình huống phạt góc. Trước đó với Sheffield, trung vệ người Thụy Điển cũng có đường truyền kiến tạo, vượt tuyến để Marcus Rashford ghi bàn. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1994 đã thể hiện phong độ như vậy với thể trạng không hoàn hảo. Anh cho biết, điều đó khá khó khăn, tôi đã gặp vấn đề ở lưng trong vài tháng qua nên tôi phải giữ sức khỏe và phục hồi đúng cách. Trước Sheffield, tôi có một pha va chạm vào đầu gối và bỏ ngỏ khả năng thi đấu trước Leeds, nhưng tôi đã nén đau thi đấu. Tôi muốn giúp đội bóng dù gặp chút vấn đề. Ở câu lạc bộ này, bạn luôn muốn giành chiến thắng bất cứ lúc nào. Vì vậy, trận đấu với Everton tại Cúp Liên đoàn rất quan trọng với chúng tôi. Những trận đấu sẽ đến liên tiếp và bạn cần phải phục hồi nhanh chóng, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng tôi có nhiều chiều sâu lực lượng để giải quyết những chấn thương. Tôi nghĩ phong độ của Man United đang rất tốt và chúng tôi đã giành được những kết quả tích cực. Điều quan trọng là toàn đội phải tiếp tục nỗ lực, sự tập trung trong những trận tiếp theo. Mỗi khi giành chiến thắng, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn. Lewandowski từng muốn gia nhập MU. Tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich tiết lộ anh đã đàm phán với huấn luyện viên Sir Alex Ferguson về việc chuyển đến Manchester United vào năm 2012. Tuy nhiên sau đó thương vụ không thành, tiền đạo người Ba Lan chuyển đến Bayern Munich vào năm 2014 theo dạng chuyển nhượng tự do. MU quan tâm sao trẻ Nam Mỹ. Theo Manchester Evening News, Manchester United muốn ký hợp đồng với tiền vệ người Ecuador Moisi Caicedo từ Independent về đây trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng. Quỷ Đỏ muốn nhanh chóng ký hợp đồng với cầu thủ 19 tuổi để anh có thể cống hiến cho MU ngay từ năm mới. Newcastle hỏi mượn người thừa ở sân Old Trafford. Theo The Atlantic, Newcastle đã gửi lời đề nghị mượn hậu vệ Marco Rojo của MU. Ngoài ra, Sheffield cũng đang quan tâm đến hậu vệ 30 tuổi. Hợp đồng hiện tại của Rojo với MU sẽ hết hạn vào mùa hè tới, nhưng câu lạc bộ có quyền lựa chọn gia hạn thỏa thuận thêm một năm. MU tiếp cận người thừa của Inter. Theo The Mirror, MU đã bắt đầu tiếp cận tiền vệ Christian Eriksen của Inter Milan. Nguồn tin tự ý khẳng định, ngôi sao người Đan Mạch không còn tương lai ở sân Giuseppe Meazza và anh được cho là sẽ rời Inter ngay trong thị trường chuyển nhượng tháng riêng tới. Hiện tại ở ngoại hạng Anh, ngoài MU còn có Arsenal đang quan tâm tới ngôi sao người Đan Mạch. Messi hạnh phúc trở lại.
Messi đã công khai yêu cầu rời Barcelona ở mùa hè vừa qua. Sau nhiều tranh cãi, siêu sao người Argentina đã quyết định ở lại, nhưng hợp đồng của anh với đội bóng của chủ sân Nou Camp sẽ hết hạn vào mùa hè tới. Nhưng mới đây, cầu thủ 33 tuổi khẳng định anh đang cảm thấy hạnh phúc tại Barcelona. Đài truyền hình Tây Ban Nha trích dẫn lại lời của Messi. Đúng là tôi đã có một khoảng thời gian rất tồi tệ trong mùa hè. Nhưng hiện tại, tôi ổn và tôi cảm thấy muốn chiến đấu nghiêm túc cho họ, cho mọi thứ phía trước, rất phấn khích và hạnh phúc. Tôi biết rằng câu lạc bộ đang trải qua một thời kỳ khó khăn, nhưng tôi rất mong chờ điều đó. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.